Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Cuộc đời Song Hye Kyo y hệt câu chuyện hoa hồng, là cỗ máy sát trai, nhan sắc trường tồn với thời gian. Trên mạng xã hội, khán giả cho rằng cuộc đời Song Hye Kyo chính là câu chuyện hoa hồng phiên bản thật của Hàn Quốc. Câu chuyện hoa hồng đang là chủ đề nóng với các mọt phim châu Á. Tên tuổi và nhan sắc Lưu Dược Phi cùng các nam diễn viên tài năng của showbiz xứ Trung làm khán giả liên tục phải dõi theo những diễn biến mới trong cuộc đời nữ chính, dù mọi người đã biết trước nội dung phim. Mới đây, khi cư dân mạng thử sức chọn diễn viên phiên bản Hàn, thì mọi người đồng loạt nhắc tên Song Hye Kyo và cho rằng vai này chị không cần diễn. Song Hye Kyo cũng là đại mỹ nhân nức tiếng của màn ảnh xứ Kim Chi. Ở tuổi 43, cô vẫn được khen ngợi trẻ trung, tràn đầy khí chất. Song Hye Kyo đã hoạt động gần 30 năm trong nghề, và lý do để nhiều cư dân mạng nhắc tới tên cô khi chọn diễn viên phiên bản Hàn cho câu chuyện Hoa Hồng cũng là vì những mối quan hệ tình cảm phức tạp không khác nữ chính Hoàng Dược Mai, Lưu Dược Phi là mấy. Với lịch sử cặp kè bạn diễn, Song Hye Kyo đã nhiều lần bị cư dân mạng đặt biệt hiệu là cỗ máy sát trai, đóng phim với bạn diễn nào cô ấy lại phải hẹn hò với người đó, cư dân mạng bình luận. Tình đầu Lee Byung-hun. Lee Byung-hun là người được nhắc đến khi kể tên tình đầu của Song Hye Kyo, cặp đôi phim giả tình thật kể từ khi đóng phim Orange, cả hai cách nhau 11 tuổi. Giới săn tin đã chụp được cạnh họ đi du lịch riêng với nhau. Sau đó, Song Hye Kyo cũng công khai bạn trai đầu tiên của mình khi bước chân vào nghề. Hai người cũng không ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng. Lee Byung-hun còn từng tuyên bố, tôi muốn biến cô ấy thành người phụ nữ cuối cùng của đời mình. Tuy nhiên, hai người quyết định chia tay sau một năm hẹn hò. Dù nhiều nguồn tin khẳng định, họ có dự định kết hôn. Trong một cuộc phỏng vấn, Lee Byung-hun cho hay họ có quan điểm khác biệt trong hôn nhân, cuộc sống và nghề nghiệp nên không thể đi lâu dài cùng nhau. Sau chia tay, Song Hye Kyo cũng giống Hoàng Dược Mai vì cả hai đều rất đau khổ vì mối tình đầu. Thậm chí rất nhiều năm về sau, khi được hỏi về mối tình khó quên nhất thì Song Hye Kyo chạy lòng, đó là mối tình đầu. Công chúng vẫn luôn tin rằng Lee Byung-hun chính là người mà cô nhắc đến. Chồng cũ Song Joong-ki. Song Joong-ki là cái tên được lựa chọn vào vai người chồng cũ tệ bạc của câu chuyện Hoa Hồng Bạn Hàn. Theo đó, Song Hye Kyo và Song Joong-ki từng hợp tác với nhau trong phim Hậu Duệ Mặt Trời. Kết thúc phim, hai người dính vào tin đồn hẹn hò, du lịch riêng tư liên tục. Tuy vậy, cặp đôi song song không hề lên tiếng phủ nhận hay khẳng định, khiến giới truyền thông tin không ít giấy mực đồn đoán về cả hai. Tới giữa tháng 7 năm 2017, công ty quản lý xác nhận Song Joong-ki và Song Hye Kyo sẽ kết hôn vào cuối năm, khiến không ít khán giả bất ngờ và vui mừng. Đám cưới của cặp trai tài gái sắc từng được giới truyền thông gọi là đám cưới thế kỷ. Tuy nhiên, sau 2 năm sống chung, cặp đôi đã quyết định ly hôn. Dù là đám cưới hay ly hôn của hai người đều có sức hút rất mạnh với công chúng. Không ai trong hai người tiết lộ lý do ly hôn, cũng không ai biết rõ được trong khoảng thời gian sống chung sau khi cưới, hai bên cư xử với nhau như thế nào. Tuy nhiên, dựa vào thái độ của Song Joong-ki khi thực hiện quá trình ly hôn và cả sau này, cư dân mạng đều cho rằng anh cũng là kẻ gia trưởng, ích kỷ, tìm mọi cách trói buộc vợ trong cuộc hôn nhân, buồn tẻ như Phương Hiệp Văn, Lâm Canh Tân. Tri kỷ Kang Dong-won. Trong số những nam diễn viên xung quanh Song Hye Kyo, Kang Dong-won là người có mối tình lương duyên đặc biệt hơn cả. Họ từng cùng công ty quản lý và có duyên hợp tác với nhau trong hai bộ phim là Camellia và My Brilliant Life. Phản ứng hóa học của cặp đôi khi vào vai vợ chồng còn gây sốt vì quá chân thật. Điều này khiến Song Hye Kyo và Kang Dong-won được đẩy thuyền nhiệt tình sau khi phim ra mắt. Ngoài đời, Song Hye Kyo và Kang Dong-won bị bắt gặp đi chơi riêng nhiều lần. Năm 2014, cặp đôi lộ ảnh hẹn hò ở Pháp. Tuy nhiên, công ty quản lý lại lên tiếng phủ nhận, cho biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Nhiều nguồn tin trong giới tiết lộ, Kang Dong-won từng đơn phương Song Hye Kyo nhưng không được đáp lại. Lúc bị truyền thông réo tên, nam diễn viên giữ im lặng. Chính vì thế, khán giả cho rằng Kang Dong-won và Song Hye Kyo từng mập mờ với nhau, còn mối quan hệ thật sự giữa họ thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết được. Tuy không hoàn toàn giống câu chuyện Hoa Hồng, nhưng thực sự đúng là Kang Dong-won và Song Hye Kyo rất thân thiết và thấu hiểu nhau. Điều này khiến khán giả liên tưởng ngay tới việc Phó Gia Minh và Hoàng Dược Mai giống như cặp đôi trời sinh, hai người đều có đam mê mạnh liệt dành cho nghệ thuật, điểm chung này khiến họ nhanh chóng trở thành tri kỷ. Tình trẻ Park Bo Gum. Vị trí phi công trẻ bên cạnh nữ chính Song Hye Kyo được khán giả gọi tên Park Bo Gum. Hai người từng bị dấy lên tin đồn có tình cảm với nhau khi đóng chung phim Encounter.
và khiến khán giả cũng suy diễn nguyên nhân dẫn đến cặp đôi song song ly hôn là do có sự chen chân của anh. Sự nghiệp Park Bo Gum cũng vì thế mà lao đao dù cả hai không có tương tác trên mạng hay ngoài đời sau khi đóng máy. Công ty quản lý của hai bên cũng phải lên tiếng phủ nhận tin đồn và thông báo sẽ kiện những ai dám bôi nhọ, phát tán thông tin sai lệch. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.